Hello everyone, chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh của Năm Sún. Quý vị ơi, chúng ta cùng tham khảo một chút về dưa cải muối nha. Kính thưa quý vị, dưa cải muối được lên men, do vậy hàm lượng dinh dưỡng và lợi khuẩn cũng được tăng lên khá nhiều. Và kế nữa là dưa cải muối cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, giảm cân, giải tỏa căng thẳng, giảm nguy cơ mắc ung thư, cải thiện sức khỏe tim mạch và duy trì sức khỏe xương. Như vậy là chúng ta đã biết, dưa cải muối thật sự rất tốt cho sức khỏe, nhưng cái gì cũng vậy, món nào cũng thế. Có tốt đó, chúng ta cũng không nên lạm dụng, mà chỉ sử dụng dưa cải muối như một món ăn kèm trong bữa ăn với lượng vừa đủ để đảm bảo sức khỏe cho gia đình nha. Và quý vị ơi, không nên ăn dưa muối khi còn màu xanh, có vị hăng. Do dưa còn màu xanh, chưa dịu, dễ chứa nhiều nitrosamin có thể gây ung thư. Chỉ nên ăn dưa khi đã ngả sang màu vàng tươi, chua, giòn và có mùi thơm. Và trường hợp quý vị có bệnh tim mạch tăng huyết áp, nên hạn chế ăn dưa muối vì chúng chứa hàm lượng muối cao, có thể làm tăng thêm huyết áp. Quý vị nhớ điều này nha. Và quý vị ơi, trên màn hình chúng ta thấy đó là một dĩa dưa cải muối của nhà Sún mới vừa hoàn thành gần 3 ngày đó, mà nhìn khá là hấp dẫn ha mọi người. Và có lẽ cách muối dưa cải không khó, nhưng cách của mỗi người thì có khác. Quý vị ơi, cách của nhà Sún như thế nào? Thì bây giờ Sún muốn mời mọi người hãy thực hiện món này với gia đình Sún nha. Xin mời. Quý vị ơi, hôm nay con Sún nó mua được cây cải như thế này nè, nhưng mà nó quên mất tiêu rồi, không biết là một ký hay nửa ký hay nhiêu, nhưng mà Sún thấy khá lớn luôn. Trước tiên thì Sún sẽ đi rửa phần cải này. Sún sẽ sử dụng ở đây là một nồi nước, cho vào đó một ít muối, pha muối loãng thôi nha. Sún sẽ tách từng lá cải cho vào ngâm, rửa thật sạch nha cả nhà. Nước đầu tiên thì Sún sẽ rửa từng lá kỳ cọ như thế này. Sau đó Sún sẽ xả lại khoảng 2 đến 3 lần nước nữa nha. Phần cải đã rửa sạch, bây giờ Sún sẽ cắt thành những phần nho nhỏ. Nếu quý vị có nhiều thì chúng ta để lên tấm thớt, chúng ta xắt nhỏ lẹ. Còn Sún chỉ có một cây, do vậy Sún cắt như thế này cho xong luôn hen. Quý vị ơi, sau khi rửa thật sạch cũng như là đã xắt nhỏ thành những miếng vừa ăn, Sún sẽ để đây cho nó ráo, ráo thật ráo, hoặc chúng ta vẩy cho nó ráo nha. Và Sún sử dụng một ít đầu hành lá. Sún cắt khoảng 1,5 phân đến 2 phân chiều dài của đầu hành lá nha. Khi đã xắt khúc phần đầu hành lá thì Sún sẽ trộn đều với phần cải này luôn. Quý vị biết không, phần cải này có thể là có nhiều người đi phơi nắng hoặc trộn nước sôi, còn Sún thì không nha. Cùng theo dõi Sún làm nha. Cái hũ của nhà Sún hôm nay là bằng nhựa, Sún đã rửa khô ráo, nhưng Sún lại lấy một phần nước sôi để nguội, tráng sơ lại cái hũ. Còn các bạn có hũ thủy tinh thì sẽ tốt hơn ha. Bây giờ Sún sẽ cho vào đây là 3/4 muỗng canh muối. Cái muỗng mà mình ăn phở đó mọi người. Một muỗng canh đường đầy lên nha. Và phần cải Sún không phơi cũng như là không trụng nước sôi ha. Bây giờ Sún sẽ sử dụng phần nước sôi để nguội nhà Sún nấu để uống á. Sún sẽ sử dụng là 600ml nước sôi để nguội cho vào cái hũ này. Trong hũ đã có đường và muối. Bây giờ Sún sẽ khuấy cho nó tan đường và muối. Lúc này quý vị sẽ thử lại phần nước này, nó sẽ mặn hơn cái phần nấu canh của mình bình thường là được nha. Cùng cho cải vào hũ thôi cả nhà ơi.
Khi cải cho xong thì Sướng lấy một cái đồ chặn để chặn cái dưa cải nó nằm ở dưới mặt nước đó. Như vậy là xong rồi, chờ kết quả nha. Và đây quý vị ơi, Sướng múi phần dưa cải này được 2 ngày rưỡi nè, mà nó thơm, nó vàng lắm luôn rồi. Bây giờ Sướng sẽ mở ra cho mọi người coi nha. Lúc này quý vị mà đứng gần Sún á thì sẽ cảm nhận được cái mùi thơm của dưa cải nó bay lên, cũng như là mình sẽ nhìn thấy tận mắt những miếng dưa cải nó màu vàng nó ươm, nhìn rất là ngon luôn, chứ trên màn hình là nó không có vàng mấy đâu nha. Bây giờ Sún sẽ gấp cho dĩa nè, quá đã luôn cả nhà ơi. Những cái phần đầu hành lá đó nó cũng rất là thơm và rất là ngon nha, ngon lắm luôn. À, xuống biết á, có một số người không sử dụng đầu hành lá mà chỉ sử dụng củ hành tím hoặc là lá hành thôi, nhưng xuống thì ngược lại, xuống thích cái đầu hành lá hơn. Mọi người hãy thử vào bếp và thực hiện món này theo cách của xuống là biết liền. Trang trí lên đây một trái ớt. Wow, mọi người thấy hấp dẫn không? Những cái đầu hành lá xung quanh á, nó màu trắng trắng á, nhìn khá là đẹp mắt. Thêm một cái hoa ớt đỏ đỏ nữa, trời ơi ngon quá cả nhà ơi. Mời mọi người cùng thưởng thức với Sún nha. Mọi người nghe thấy không? Rất là giòn luôn, và chua thì khỏi phải nói nha, ngon lắm luôn. Và như vậy là món dưa cải muối theo cách của nhà Sún đến đây đã hoàn thành rồi. Lời cuối cùng thì Sún cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video của năm Sún. Kính chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe và bình an. Quý vị ơi, hãy thương và ủng hộ Sún bằng cách bấm đăng ký, bấm vào cái chuông ở bên cạnh nha mọi người, để liên tục nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của Sún, và cũng là giúp Sún tự tin mạnh dạn để chia sẻ những video sau được hoàn hảo và tốt đẹp hơn. Bây giờ Sún xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye!